Robot hút bụi Shimano RS38B vừa có hộp chứa bụi và vừa có hộp chứa nước riêng biệt. Nó sẽ giúp cho các công việc của máy có tính chuyên môn hóa cao hơn, nâng cao khả năng hút bụi lẫn lau sàn nhà. Từ đó mang đến sự tiện dụng và giúp cho ngôi nhà của các bạn càng sạch sẽ hơn. Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một điều hơi riêng tư một tí. Đó là gì? Có một dịp quan trọng sắp tới, chẳng hạn như là ngày lễ Tết hội họp gia đình á, thì mình chỉ ước ao một điều rằng là hàng ngày mình siêng năng hơn một xíu, mình chịu khó quét nhà, lau nhà để đến những ngày đó mình đỡ cực hơn, đỡ vất vả hơn. Thế nhưng mà các bạn biết không, 20 mấy năm trôi qua rồi thì ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi, mình nói mà thực hiện không được. Nhưng mà năm nay mọi sự khác rồi nha. Mình đã có một quyết định cực kỳ sáng suốt và thông minh, đó là chuyển ước mơ đó vào trong một con robot hút bụi. Mình đầu tư em nó và biến em nó thành người bạn đắc lực của mình. Mình nói gì nghe đó, tại vì nó là máy mà. Và hàng ngày em nó sẽ giúp mình quét và lau sạch nhà. Thế nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bí quyết nhỏ nhỏ như thế thôi. Biết đâu các bạn cần giống như mình thì sao? Ai bây giờ chúng ta sẽ cùng vào video nha. Vô! Robot hút bụi Shimano RS38B có lực hút lên đến 3000 Pascal, đủ dùng cho nhu cầu làm sạch bụi bẩn có trên sàn. Ngoài ra, robot được trang bị nhiều chế độ và tính năng phục vụ cho các tác vụ sử dụng khác nhau. Chi tiết hơn thì mình sẽ nói rõ hơn ở phần sau của video nha. Về tổng thể thiết kế, robot hút bụi này mang vẻ ngoài nhỏ gọn, đặc biệt là về chiều cao chỉ 7,3cm thôi. Máy mang một lợi thế rất lớn khi có thể sử dụng được ở các gầm thấp như là gầm giường, kệ, tủ, từ đó có thể làm sạch ở những không gian mà chúng ta khó quét dọn. Và đó cũng chính là những nơi mà nghĩa ngao ngắn nhất mỗi khi dọn dẹp nhà cửa. Một năm mà không dọn dẹp thì các bạn tưởng tượng coi biết bao nhiêu là bụi bẩn trong đó. Chẳng hạn như là lông thú cưng, tóc, mạng nhện và chưa kể đến là xác côn trùng hay là những thứ còn dơ hơn nữa. Mà không gian thì hạn hẹp cho nên là mình khó có thể làm sạch được. Vậy thì robot bụi sẽ giúp cho chúng ta làm sạch mỗi ngày và giúp cho không gian nhà cửa trở nên sạch sẽ hơn. Tuy thấp nhưng mà khả năng vượt chướng ngại vật của chú robot này rất là ổn nha các bạn, khi có thể vượt qua được các vật chắn có độ cao dưới 1,5cm nhờ các bánh xe đàn hồi. Robot hút bụi này cũng sở hữu những thiết kế hiện đại, đặc biệt là tông màu. Màu xám có thể xem là màu trung tính nhất nên dễ sử dụng trong nhiều không gian khác nhau. Phòng khách cũng được, phòng ngủ cũng được hay là phòng ăn cũng được luôn. Toàn bộ máy cũng chỉ có duy nhất một nút bấm vật lý dùng để bật tắt, khởi động hay là tắt mở wifi. Nếu như mà nút bấm này là dạng cảm ứng nữa thì thiết kế sẽ còn mang nét hiện đại hơn ha. Mặt dưới bao gồm cổng tiếp xúc với sạc, các bánh xe, chỗ chính và chỗ phụ, cũng như là lỗ thông khí cho việc hút bụi được nối với chỗ chính. Phần chỗ phụ có tính năng tự gối rối cho nên sẽ rất phù hợp cho những gia đình nào mà có sử dụng ổ điện ở dưới sàn nhà. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, đó là chức năng này chỉ phục vụ cho những trường hợp là chiếc máy vô tình gặp phải những chướng ngại vật như là sợi dây điện thì nó mới thoát ra được. Cho nên đây chỉ là tính năng hỗ trợ thôi, các bạn không nên quá ý lại hay là thách thức nó một cách quá đáng. Chẳng hạn như các bạn bỏ một nồi dây như thế rồi để nó đi qua thì chắc chắn là nó sẽ khó qua. Mà nếu như rối quá, nó không vượt qua được thì máy sẽ tạm ngừng hoạt động và ảnh hưởng đến lịch trình làm sạch của máy. Ngoài ra thì có một điều như thế này là các chổi phụ thì quá quen thuộc với các dòng robot rồi, nhưng mà chổi chính trên RS38B thì có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm sạch sàn nhà. Chổi chính có thiết kế chữ V, bao gồm các cánh lông và các cánh cao su, có vai trò quan trọng trong việc làm sạch bụi ở những mối nối sàn hay cạnh thảm. Cánh lông sẽ chà mạnh vào sàn làm bong các hạt bụi ra, các cánh cao su sẽ thu thập những hạt bụi này tránh bụi bay ra ngoài trở lại. Bên cạnh đó, khi robot sử dụng hộp lau nhà thì chổi cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ quét chính cho sàn nhà. Thông thường các robot hút bụi thì kim luôn việc vừa hút bụi vừa lau sàn, tuy tiện dụng vì người dùng sẽ không cần phải thay thế các hợp chức năng khi mà sử dụng. Tuy nhiên cũng có khuyết điểm là các công việc không có tính chuyên biệt nên vì thế việc hút bụi hay lau sàn đều có kết quả không được cao. Hộp hút bụi của robot hút bụi này có nhiệm vụ hút bụi và lọc không khí để giảm thiểu lượng chất bẩn có trên sàn nhà. Trên hộp có các điểm kết nối với robot để cung cấp năng lượng cho hộp có thể vận hành. Không khí sau khi được hút vào hộp sẽ được lọc thô để giữ lại các chất bẩn có kích thước lớn như là tóc, bụi lớn. Không khí tiếp tục thông qua bộ lọc HEPA để giữ lại bụi mịn cũng như là một số chất ô nhiễm khác có kích thước rất nhỏ. Trong trải nghiệm thực tế cho thấy, nhờ lỗ hút mạnh nên là chiếc robot hút bụi này có thể hút được các loại rác phổ biến trong gia đình như giấy vụn, các loại hạt, kim bấm giấy, tóc, lông thú cưng, vân vân. Về độ ồn của máy khi hút bụi đang được hiển thị trên màn hình. Còn khi lau nhà, chúng ta sẽ sử dụng hộp chứa nước, dung tích chứa nước là 350ml. Tương tự hộp chứa bụi, hộp chứa nước có các cổng kết nối để robot có thể tùy chỉnh được lượng nước xả phù hợp, không bị quá khô hoặc thấm tràn ra ngoài khi không sử dụng. Kết cấu của bông lau cũng rất mịn, thích hợp cho đa số các loại bề mặt khác nhau như sàn gỗ hay là gạch men cũng rất phù hợp.
Tuy nhiên, theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì chúng ta không nên sử dụng hộp lau nhà trên bề mặt thảm. Đồn của máy khi lau sàn đang được hiển thị trên màn hình. Máy cũng đi kèm với bộ sạc và tất nhiên robot sẽ có khả năng tự động trở về sạc. Thời gian sạc đầy tương đối lâu, từ 8 đến 9 tiếng tùy vào dung lượng pin còn lại. Thời gian hoạt động liên tục được 3 tiếng. Trên thực tế sử dụng thì các bạn đừng quá lo lắng về thời gian sạc quá lâu, bởi vì robot sẽ tự hoạt động dựa trên lịch đã được thiết lập. Và có một điều thú vị ở chiếc robot này, đó là nó có khả năng hoạt động khi không cần phải đầy pin, cũng như là không sử dụng đến mức hết pin đâu. Ngoài ra, kết hợp với khả năng ghi nhớ khu vực đã đi sẽ giúp cho robot không trùng lập những chỗ đã vệ sinh. Cho nên là khi các bạn sử dụng, các bạn đừng quan tâm đến việc là còn bao nhiêu pin hay là sạc bao lâu cả ha. Để có thể giúp robot về bộ sạc một cách dễ nhất thì các bạn nên đặt bộ sạc ở những nơi rộng rãi, mỗi bên cách khoảng nửa mét và ở trước trống khoảng 1,5 mét thì robot có nhiều không gian để xoay sở hơn. Robot sẽ đi kèm với remote để người dùng có thể chủ động hơn trong việc điều khiển robot. Nhưng mình thích điều khiển bằng điện thoại hơn vì nó hiển thị nhiều thông tin hơn và cách kết nối cũng đơn giản. Sau khi robot báo hiệu đã khởi động xong, mình ấn hai lần vào phần nút nguồn, biểu tượng wifi sẽ nhấp nháy. Lúc này trên smartphone truy cập ứng dụng có tên Tuya Smart, chọn thêm thiết bị, đồ gia dụng nhỏ và chọn robot hút bụi, nhập mật khẩu wifi. Sau khi điện thoại load được 100%, robot đã sẵn sàng điều khiển thông qua smartphone. Tính năng đầy đủ các phím trên remote như điều chỉnh các chế độ cạnh để làm sạch bụi bẩn ở các vách như tường hay giường, chế độ xoắn ốc để vệ sinh cục bộ tại một khu vực nhất định, chế độ chết chắc mà thực ra là mình thấy giống chữ U hơn, máy sẽ di chuyển theo quỹ đạo chữ U để phủ kín toàn bộ bề mặt sàn, làm sạch được tối đa diện tích. Ngoài ra robot có chức năng tạo bản đồ 2D mô phỏng lại diện tích sàn nhà để những lần tiếp theo robot sẽ vận hành theo lộ trình tối ưu nhất. Với vật chia ra làm hai phần, hộp hút bụi và hộp lau sàn chuyên biệt, cho nên chiếc robot hút bụi này rất phù hợp cho việc sử dụng trong nhà. Người nội trợ thì không cần phải quá bận tâm đến việc trực tiếp làm sạch sàn nhà, mà chỉ cần là luân phiên chuyển đổi giữa hộp lau sàn và hộp hút bụi sao cho phù hợp với mục đích sử dụng. Chiếc robot này có khả năng làm sạch sàn rất hiệu quả, chiều cao thấp cho nên sẽ dễ dàng vệ sinh ở những không gian hạn chế chiều cao như là dưới gầm giường, kệ, tủ. Ngoài ra thì văn phòng làm việc cũng có thể sử dụng nó, tại vì với độ ẩm thấp thì chúng ta có thể để nó tự vận hành mà mình vẫn có thể tập trung làm việc. Vậy thì ngày hôm nay mình đã trải nghiệm cho các bạn về chiếc robot hút bụi Shimano RS38B. Nếu như các bạn có nhận xét nào thì các bạn có thể để lại bình luận cho Biển Máy Xanh biết nha. Phần giá mình có để ở mô tả. Nếu như các bạn thích video thì cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình cũng như Biển Máy Xanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.